Những cái nhất ở Việt Nam. Người thính tai nhất Việt Nam là nhạc sĩ Trần Hoàng, giữa mặt Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh. Người điếc nhất là anh Kim Đồng, đùng đùng đùng, đoàn đoàn đoàn, anh cứ đi. Và người con gái Sông La, em dõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi, cho bom nổ bên tai, em vẫn đứng giữa trời. Người tinh mắt nhất Việt Nam là nhạc sĩ Xuân Hồng, cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Ảo giác và mù màu nhất là Viễn Phương, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Tay dài nhất Việt Nam là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay. Cây có rễ dài nhất là cây cơ nia, vì ở Tây Nguyên mà uống nước nguồn miền Bắc. Người bán hàng xạo nhất là hàng Mạc Tử, ai mua trăng tôi bán trăng cho. Người làm biến nhất là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vì sống phải nhờ người khác. Hãy sống giùm tôi, hãy nói giùm tôi, hãy thở giùm tôi. Người có nhiều con cháu nhất là Bác Hồ, người không con mà có triệu con, hơn 90 triệu dân. Người đàn ông có giới tính linh hoạt nhất là ông Thọ, vì có sữa. Ông còn dụ dỗ cô gái Hà Lan đưa sữa về Việt Nam. Người đầu tiên có ý tưởng triển khai giờ trái đất chính là cụ Ngô Tất Tố, vì từ đầu thế kỷ 20 cụ đã khuyên mọi người phải tắt đèn. Người vô cảm lãnh cảm nhất là ca sĩ Mỹ Tâm, vì tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Thần đồng ngoại ngữ là em bé trong thơ Tố Hữu, vì tiếng gọi đầu đời con gọi xích ta linh. Người phụ nữ nặng nhất Việt Nam là chị Hai Năm Tấn, quê ở Thái Bình, trong bài hát Hai Chị Em của nhạc sĩ Hoàng Vân. Người thức lâu nhất là nhạc sĩ Hoàng Hiệp, 20 năm không đêm nào ngủ được, trong ngọn đèn đứng gác. Người gầy nhất thế giới là Từ Hải, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao. Người sinh con nhiều nhất là Lạc Long Quân và bà Âu Cơ. Người dùng đồ giả đầu tiên là An Dương Vương. Người kỹ sư đầu tiên chế tạo thuyền bằng vần trăng là nhạc sĩ An Thuyên. Cắt nửa vần trăng tôi làm con đò nhỏ. Người kìm hãm được sự sung sướng đầu tiên của Việt Nam đó là Tắt Lửa Lòng của Nguyễn Công Hoan. Cái áo dài trắng nhất Việt Nam là của Nguyễn Trọng Trí, hàng Mặc Tử. Áo em trắng quá nhìn không ra. Người Việt Nam nhiều tay nhất là cô giáo Tày, tay đóng bàn, tay đóng ghế, tay cầm sách, tay cầm đàn. Người đếm được mưa giỏi nhất Việt Nam là Phan Huỳnh Điểu, đêm nghe tiếng mưa rơi đếm mấy triệu hạt rồi, trong bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ.